rất là cương quyết trong cái vụ này, cho nên là bố mẹ em đồng ý cho em cưới. Xong rồi bắt đầu tới 6 tháng sau khi đám hỏi có một sự việc xảy ra nữa. Tức là khi mà đám hỏi thì em với anh này đã bàn bạc với nhau rồi như thế nào đó. Xong mà do anh này lúc đó là không có nói để gia đình hiểu về cái phong tục của em nhiều lắm. Thành ra hai gia đình cũng có một xíu về cái phong tục nó khác, nó không có được như ý lắm. Đó là cũng buồn lắm. Lúc đó là nghĩ là chắc thôi không cưới nữa rồi, chịu hết nổi rồi. Quá nhiều vấn đề rồi, quá nhiều cái khó khăn rồi. Nhưng mà sao rồi thôi suy nghĩ lại. Thôi cố gắng lại vượt qua tiếp. 6 tháng sau cưới là lúc đó là anh trai của anh này mình không có nói chuyện nhiều, nên thành ra cũng hai anh em cũng không có hiểu nhau lắm, nên thành ra còn chỉ còn có một tuần nữa thôi là tới cưới thì có một sự hiểu lầm. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân, em tên là Nguyễn Quốc Huy, 28 tuổi, quê ở Thái Bình, hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em nghề nghiệp là làm ngân hàng. Làm ngân hàng. Mời em giới thiệu cho mình. Em tên là Huỳnh Thị Thanh Thảo, em năm nay 21 tuổi, quê ở Tiền Giang, em kinh doanh tại nhà. Wow, 21 tuổi là nhỏ hơn Huy 7 tuổi. Dạ đúng rồi. Một người thì ở Thái Bình, còn người ở Tiền Giang. Chà, khoảng cách dữ là xa dữ là nghe. Nhưng mà cùng hai người này cùng sống ở Sài Gòn mà đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng. Đấy, thì cho nên là cô này á là cổ là em là kinh doanh tại nhà. Dạ, tức là quê em là ở Tiền Giang nhưng mà anh này về quê xong rồi gặp em. Về quê em á? Dạ, mới đèo em lên đây. Là ngân hàng cử em chi nhánh gì không? Chuyện là như thế này, em có anh họ ạ. Cưới vợ là dì của vợ em, quê ở Tiền Giang, nhưng làm việc thì hiện nay hai anh chị là ở thành phố. Thế là về đám hỏi em là người biên cáp, vợ em là bên bên già nhà gái, thì coi như một người phụ dâu người phụ rể đúng không? Dạ, em thì mới chia tay bạn gái được năm, nên là chưa có bồ đi, thì là cũng đang tìm kiếm gọi là yêu đích thực luôn á. Thế là mới gặp vợ em, thế là thấy ấn tượng liền. Xinh quá mà không ấn tượng sao được ông ơi. Nhưng mà cái lúc đó thì em nhìn thấy anh này thì em có thấy đặc biệt không? Dạ không, anh này á nói chung là cũng không có để ý lắm. Tại vì lúc đó em cũng còn nhỏ nên mình cũng không có tư tưởng nhiều về mấy vấn đề đó. Lúc đó là mấy tuổi? Dạ chắc khoảng 19. Tức là anh này lúc đó vừa xấu nè, vừa cao nè, vừa ốm nè, không có gì nói chung là nổi trội cả. Tự dưng bây giờ nói ra người ta chạnh lòng quá cơ. Nói ra là chị Hồng Vân nhìn. Ủa nhưng mà tụi em là cưới nhau mới 2 năm đúng không? Dạ chưa, cưới nhau khoảng cỡ 6-7 tháng gì thôi à. Biết nhau là 2 năm, nhưng dạ. Mà 19 nay 21 tuổi rồi. Dạ. Mới 6 tháng. Dạ, đó là lúc đám hỏi là mới gặp anh này mình cũng không biết gì nữa. Rồi xong mấy anh này tự động xin số điện thoại. Lúc đó cũng kiểu nhắn tin qua lại như bạn bè thôi chứ cũng không có tần suất thường xuyên. Xong rồi lại anh này đám cưới lại xuống nữa. Thế là cũng gặp mà cũng chẳng thấy nói chuyện, chẳng thấy gì hết. Nên mình thấy chắc cái này kiểu cà rỡn thôi. Xong rồi cái bẵng đi một thời gian chắc khoảng cả 2 tháng. Anh này bị tai nạn. Đã banh bị đứt dây chằng đầu gối. Dạ. Xong cái em mới nhắn tin với vợ em. Nói là anh đang nằm bệnh viện. Thế là lúc đó thì vợ thì đang ở trên Sài Gòn làm. Nhưng mà em không biết. Em không biết. Thế là mấy gì nhà vợ mới lúc đó mới thấy em là giống như là gọi là mai mối đi ha. Dạ, thế là mới giục vợ em là qua thăm đi con. Thế là hôm 28 Tết mới hai người gặp nhau ở công viên trước nhà em. Rồi sau đó là bao lâu thì mới chính thức yêu nhau? Hình như là mấy ngày sau thì rồi gia đình em ok vợ không? Đó là một câu chuyện khá là dài. Tại vì là nhà em người Bắc hết, vợ em người miền Tây. Và còn trẻ nữa, cho nên là quen vợ em á là mọi người cũng nghĩ là quen chơi thôi. Mà em đã làm bằng cách nào để mà em sau Tết á là em đưa vợ em lên Sài Gòn để làm việc, thuê chỗ cho vợ em ở trọ, giống như là yêu gần luôn á, chứ không có cho yêu xa. Không yêu xa nữa. Không yêu xa nữa. Đó, thứ nhất, thứ hai đó là cho vợ làm để mà cho chứng tỏ với ba mẹ em á là vợ em có khả năng, có năng lực, có đi làm, có kiếm tiền đàng hoàng, chứ không phải là con nít, không phải là xong bố em mới hỏi là thế cưới về vợ làm gì hay là con nuôi vợ. Em cố gắng chứng tỏ cho bố em rồi gia đình em thấy là vợ em có khả năng, hai đứa công bằng kiếm tiền. Rồi mà sau đó thì ông bà là đồng ý đúng không? Em rất là cương quyết trong cái vụ này, cho nên là bố mẹ em đồng ý cho em cưới. Xong rồi bắt đầu tới 6 tháng sau khi đám hỏi có một sự việc xảy ra nữa. Tức là khi mà đám hỏi thì em với anh này đã bàn bạc với nhau rồi như thế nào đó. Xong nhưng mà do anh này lúc đó là không có nói để gia đình hiểu về cái phong tục của em nhiều lắm. Nên thành ra hai gia đình cũng có một xíu về cái phong tục nó khác, nó không có được như ý lắm. Đó là cũng buồn lắm. Lúc đó là nghĩ là chắc thôi không cưới nữa rồi, chịu hết nổi rồi. Quá nhiều vấn đề rồi, quá nhiều cái khó khăn rồi. Nhưng mà
sao rồi thôi suy nghĩ lại, thôi cố gắng lại vượt qua tiếp. 6 tháng sau cưới, là lúc đó là anh trai của anh này á, mình không có nói chuyện nhiều nên thành ra cũng hai anh em cũng không có hiểu nhau lắm, nên thành ra còn chỉ còn có một tuần nữa thôi là tới cưới, thì có một sự hiểu lầm. Ngày hôm sau là em bước khi đi về quê là em tổ chức cưới, nhưng mà em rất là buồn nha, rất là buồn, nhưng mà thôi mình cũng cố gắng, tại vì tất cả những thời gian trước á mình đã chịu đựng rất là nhiều thứ, mình đã vượt qua được, thì thôi thì bây giờ cái việc này thôi cố gắng cho qua luôn, thế là mới cưới xong cho đến ngày hôm nay. Theo chị như thì bây giờ tụi em đã vượt qua tất cả những điều đó rồi, dạ, đúng không nào, vượt qua hết rồi, thì cái điều cần thiết nhất bây giờ là làm sao để hóa giải tất cả những mối quan hệ đó, để sau này con cái của mình rồi còn gặp ông, gặp bà, gặp bác, gặp cô, gặp gì thì mình là em út mà. Dạ. Mà cái điều đó vừa tốt cho mình, vừa tốt cho chồng, mà lại vừa tốt cho tất cả mọi người. Thì dạ, chị nghĩ không có cái gì mà phải bị tổn thương hay là bị thiếu tế nhị hay là bị gì hết. Có nghĩa là ở đây mình ức. Có, mình ức chứ, ức chứ. Ai làm người ai cũng phải vậy mà, đúng không nè. Nhưng mình sẽ là người chủ động trước trong cái mối quan hệ này. Dạ, nhưng là cũng mối quan hệ giữa anh chồng và em dâu tốt hơn, cải thiện nhiều hơn. Thì đó thì chị, dạ, chị nghĩ như vậy nè. Nhân cái cơ hội này á, thì em nói một cái điều gì đó hết sức là chân thành. Em nói bằng cả tấm lòng của em. Anh nghĩ là anh sẽ với gia đình bên chồng thì chị nghĩ là mọi thứ nó sẽ khá hơn rất nhiều. Dạ. Đó, hai vợ chồng cùng nói để cho gia đình mình hiểu. Em nói trước đi. Dạ, sau qua chương trình này thì con cũng muốn cảm ơn đến bố mẹ đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng con có được như ngày hôm nay. Thứ hai là con cũng muốn nói chuyện với anh, được chia sẻ nhiều hơn, tại vì con là người miền Nam, còn gia đình thì là người Bắc, nên thành ra là cái phong tục tập quán thì nó cũng khác nhau, cho nên con cũng mới về, cho nên con sẽ cố gắng để mà tìm hiểu, để mà gia đình mình gắn kết yêu thương nhau. Đó, đó thì em sống với anh từ bé đến giờ cho nên là cũng biết là anh rất là tốt, nhưng mà có chỉ chẳng qua là do cái sự khác biệt về tập quán rồi cách suy nghĩ của hai vùng miền cho nên là gây ra một số hiểu lầm không đáng có. Nhưng về bản chất thì cả hai bên đều rất là tốt. Hy vọng là anh trai sẽ cởi mở hơn. Rồi tại vì vợ rất tốt, rất là biết suy nghĩ cho gia đình chồng. Chồng thì là không khéo nói lắm, có nghĩa là chồng bộc lộ cái điều mình suy nghĩ với những cái văn phong rất là ngắn gọn, xúc tích. Thành ra là em á, là chị nghĩ là em nói nó sẽ mềm hơn. Đó thì sau này là em cứ chủ động em nói chuyện. Dạ. Em nói chuyện với lại anh, với lại bố mẹ nữa. Dạ. Đó. Bây giờ là Huy trước đi. Huy mong muốn vợ mình để thay đổi những điều gì? Có chút xíu thay đổi thôi, là vợ hãy bình tĩnh lại, không nên quá nóng nảy. Rồi mong muốn ông thay đổi điều gì? Đừng có mê điện thoại nhiều quá. Tại vì đi làm về đã xa rồi, không có gặp nhau rồi. Về thì dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Thứ hai là quan tâm, chia sẻ nhiều hơn, ít vô tâm lại. Rồi người biến lại. Dạ, với lại là bớt từ cao từ đại đi nè. Từ cao từ đại nha. Suy nghĩ cho bọn xíu. Nhiều cái xấu quá. Cô còn nhỏ mà suy nghĩ nhiều lắm đó nghe. Suy nghĩ nhiều quá nên cũng mệt óc lắm ạ. Nói nhé, mình vừa là chồng mà mình phải vừa vai chú nữa đó. Đó thì là mình phải làm gương chứ. Dạ, với lại là cách nói chuyện của ảnh là phải có chủ ngữ điện đấy, rất ngắn gọn và xúc tích. Chứ còn mà ví dụ mà chọc vô thân bài không là không ai hiểu. Ví dụ như là nhiều khi là em là vợ, nhưng mà đôi khi em còn không hiểu nổi nếu mà ảnh ra ngoài ảnh nói chuyện với người khác. Ý ảnh có thể là nó không như vậy, nhưng mà người khác sẽ hiểu sai ý ảnh. Cái cách nói đó, em muốn ảnh thay đổi, quan trọng nhất là cái đó thôi. Bởi vì về nhà với vợ thì không vấn đề gì, vợ chồng hiểu nhau, nhưng mà khi mà ra ngoài giao lưu với xã hội thì nó lại khác nữa. Chú chị thấy là em, khoảng cách tuổi tác của em với vợ em là tương đối là xa đó, nhưng mà chị thấy là vợ em rất là chín chắn. Rồi em, vợ em không ngờ là chín mới chắn. Có 20 thôi đó. Đó, 20, 21. 21. 21 đúng, đúng không? 20. 21 tí một tháng. Ừ, đó. Sắp tới 21. Đấy, thì chị thấy như vậy nè. Cái nóng tính của vợ em á, thực ra nó là vấn đề về tuổi tác. Nó còn nít quá mà. Dạ, hiểu không? Dạ, đúng. Thì rồi, từ từ đi rồi bình tĩnh, nó bớt sốc nổi. Chứ bây giờ làm sao mà nuốt được cái tuổi trẻ của người ta. Cứng đầu nó phải có cái thứ tự chứ, đúng không? Trong khi mình á, mình lớn tuổi hơn người ta nhiều, mà mình bị người ta nói là mình vô tâm là thấy không được rồi đó. Đúng không? Rồi nói chuyện không có đầu đuôi rồi là thấy không được rồi đó. Rồi dán mắt vô điện thoại, vợ còn ngon quá. Vợ xinh, trẻ cũng xinh đẹp vậy mà dán mắt vô điện thoại hoài sao mà được. Đúng rồi. Đúng không? Có em bé chưa nè?
Dạ bọn em tính sang năm ạ. Đấy, chuẩn bị có em bé mà cứ điện thoại này sao mà được. Bởi vậy, bớt điện thoại lại. Dạ, nhiều khi cứ hay treo đó. Anh mà cứ như vậy là em không có cho sanh em bé đâu. Bao giờ mà em thấy anh có thể chững chạc lên chức làm bố thì em sẽ cho sanh. Trời ơi, trời ơi. Chị 21 tuổi nói mình phải chững chạc lên. Trời ơi. Thôi, chú Bin chúc hai bạn mau qua bé đi. Qua Tết lận. Cái gì? Người ta muốn qua Tết. Qua Tết là cấn bầu. À. Thì dạ. ta phải ấy công lực từ bây giờ. Bớt bỏ điện thoại đi. Tránh xa điện thoại ra. Ví dụ như anh Trúc mà có, mà ổng không thay đổi những cái tính đó rồi sao đây? Nếu không thay đổi thì thôi mình sẽ cố gắng từ từ thì phải chịu thôi. Dạ, nói chung cố gắng từ nói chung là dạ. Mặt tái đi có lời đáp lại đi đó. Mong muốn lắm rồi đó. Tại vì đáp lại đi rồi tôi chúc rồi đó. À, đáp lại đi rồi tôi chúc cái dính liền á. Dạ, em nói đúng ra thì em rất là thương vợ em. Thì cơ bản là có thể em hơi vô tâm thật. Tại vì là em thường không quan tâm đến chuyện xung quanh. Em không nói thì... Dạ, thì thế cho nên là nói đi, nhìn nói dạ. Cho nên là vô tình anh chưa thể thay đổi ngay lập tức được. Nhưng mà rõ ràng là anh chỉ sống với vợ thôi, chả sống với ai cả. Cho nên là vợ là quan trọng nhất với anh. Cho nên là anh thì dù có gì chăng nữa thì anh cũng lắng nghe vợ nhiều hơn. Thì anh sẽ cố gắng là nói chuyện một cách nó rõ ràng trước hơn trước đó sao mềm mỏng được. Rõ ràng hơn để cho vợ khỏi bị hiểu lầm. Đấy, em sẽ ghi nhận đó nha. Yên tâm, anh cũng ghi nhận. Rồi, anh xin chúc cho hai vợ chồng Huy trong năm sau nha. Đúng. Có một em bé kháu khỉnh, đáng yêu, dễ thương, xinh tươi, khỏe mạnh xuất hiện trong gia đình của ông bố Huy. Tên là Nguyễn Thanh Tâm, năm nay 26 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Giọng nói rất là lưu loát, rất là nhanh nhẹn. Cho một giọng tay. Còn em? Dạ, em tên là Tạ Quang Minh, năm nay 23 tuổi, hiện là sinh viên trường Hữu Tết. Em vẫn là sinh viên hả? Dạ. Minh Tâm. Dạ. Gặp nhau lúc nào? Vào năm 2010, lúc đó là sinh nhật của em. Thì em rủ mấy đứa trong xóm là đi đầm sen chơi. Thì lúc này thằng em trong em thấy là nhớ xóm gì mà có 4-5 người đi không có vui. Thế là nói là để rủ thêm bạn đi. Thì trong đám bạn có anh này. Ừ. Lúc đầu em không có để ý gì tới anh này hết. Nhưng mà sau khi mà vui chơi rồi á, thì về thì có một sự cố. Em là mất chìa khóa xe, không ai giúp em. Thì anh này ra lăng giúp em đẩy cái xe đi sửa làm chìa khóa. Đấy đó là ấn tượng xíu. Tại sao em lại làm điều đó trong khi mấy người kia họ? Tại lúc đó em cũng chưa có bạn gái nhiều. Nên thấy bị vậy nên em sẵn sàng ra lăng luôn. Để em lấy cái lòng người ta. Thế là em để ý người ta rồi? Dạ, không có để ý. Nhưng mà nhiều bạn gái mình cũng chưa có người yêu mà. Thì mình muốn cái sự ra lăng để mình nhiều tiến tới. Nói chung là gặp cô nào cũng ra lăng hết. Biết đâu chừng có người đó lăng mình là sao. Em có biết là anh này nhỏ tuổi em không? Dạ không. Đến khi nào thì em mới biết được cái tuổi thật của anh này nhỏ mình 3 tuổi? Thì sau 2 tuần á, quyết định quen nhau á, thì anh mới nói thật là anh nhỏ hơn em. Em có một cái sự ngượng ngùng gì với cái sự chênh lệch tuổi tác như vậy không? Có chứ, lúc đó lúc mà mới quen em đâu có muốn cho ai biết đâu, giữ bí mật. Cũng vì chính điều đó mà hai vợ chồng suốt ngày cãi nhau. Tại vì nhỏ bạn em á, nó kêu là hai đứa bay quen nhau mà giấu phải không? Sao lại phải giấu? Thì em nói là thì từ từ đi nói. Cái nó coi chừng bị lừa đảo. Thế là em nói vậy mà dẫn về nhà đi. Sao em quen anh mà em không biết gì về anh hết. Đó, thì em mới cãi nhau với anh đó. Khi yêu nhau thì đâu có lý do gì phải là giấu. Sinh viên mà phải mình quen sớm quá, em nhỏ tuổi nữa. Mình phải giấu chứ không người ta nói kiến nghị, nói qua nói lại nó không có được hay. Sinh viên gương mẫu hả? Phải gương mẫu mà. Có mình em quen em hiểu là. Năm mấy? Học sinh dạ, lớp 12. Dạ, lúc đó em mới tốt nghiệp phổ thông. Là lúc 18. Em... Mới có 18. Đủ tuổi vị thành niên rồi đúng không? Ồ, vậy mà mắc cỡ hả? Mắc đúng rồi, trời ơi em ở đại học em mới yêu còn mắc cỡ gì. Thì đến bao lâu thì hai bạn mới chính thức yêu nhau và đi đến hôn nhân? Dạ, đến hôn nhân luôn là phải 3 năm nữa. 3 năm? Dạ. Khi quyết định cưới nhau thì bên gia đình em có phản ứng nhau? Lúc dẫn về á thì ba mẹ em hỏi con này có hiền không, thì em nói hiền. Hỏi con này bao nhiêu tuổi, em nói lớn em 3 tuổi là 26. Kêu là sao mày quen lớn tuổi vậy, nói giờ con cũng không biết quen ai hết á, giờ đến thì con có duyên thì con quen, với lại tình yêu thì không phân biệt tuổi tác. Ba mẹ cũng đồng ý luôn. Còn gia đình em? Em sống có mình với bà ngoại thôi, thì mới lần dẫn tới là bà ngoại đã chấm ảnh liền rồi. Kêu thằng này được rồi nha, có tương lai. Thế thì về em có phát hiện chồng em có gì thay đổi? Ảnh vẫn còn tính con nít, vẫn đi chơi, hay chọc bạn mà nhiều câu chất quốc, dễ bị quê. Sao mà chất quốc? Tại em muốn cho không khí trong bàn nó vui. Mọi người vô thì ví dụ như em thấy người đó mập em kêu là heo. À, thấy người đó mập kêu là heo. À. Ồ, vui thiệt chứ.
thì câu đó thì mọi người không dám nói thẳng em, thì gì nói vợ, vợ gì ra em rất là cởi mở chân thật, nhưng mà vợ thì nói là bị vô duyên. À, hồi nãy em nói là hai đứa quen nhau là 3 năm. Dạ. Là đi đến hôn nhân. Dạ. Nhưng mà em có biết lúc đó em cũng biết là chồng em lúc đó là sinh viên, tại sao không để là sau khi ra trường rồi mới cưới mà cưới sớm vậy? Cái này là do hoàn cảnh. Em ở với ngoại thì ngoại cũng là 83 tuổi rồi. Lúc mới quen á là khoảng 1 năm là ngoại đã không có cưới rồi. Sau đó thì khoảng 3 năm thì ngoại mất. Thì lúc này bên nhà ảnh mới thấy là em còn có một mình. Mà con gái thì ở nhà một mình thì cũng nhiều chuyện xảy ra, với lại em cũng sợ. Nên là ảnh mới về thưa lại với ba mẹ xin cưới. Có nghĩa là cưới trong lúc mà mình vẫn còn đi học. Dạ. Em đi làm. Dạ. Ủa vậy là cuối cùng thành ra bây giờ là vợ là nuôi chồng hả? Không, em thì ba má em vẫn nuôi. À, tức là ba má vẫn nuôi con của mình, còn vợ là chỉ có phụ tiền của hai vợ chồng thôi. Rồi vậy có cái tiền còn lại thì để làm cái gì? Để đi chơi, để bạn bè mua sắm. Ủa giờ hai đứa đã có em bé chưa? Dạ chưa. Sao không biết tiết kiệm, mốt lỡ có em bé liền rồi sao? Thì tính vợ xài sang hồi lúc mà mới quen, một tuần là đi chơi hết khoảng 7 ngày hoặc 6 ngày. Trời ơi, đi chơi gì? Ví dụ như đi làm về rủ bạn đi chơi, đi ăn uống, đi hát hò. Có rủ chồng không? Có rủ chồng mà chồng hồi đó lớp không đi. Phải học mà sao đi? Đúng rồi. Học rồi sao đậu đúng không? Rồi có bị rớt năm nào không? Không, nợ môn có. Nợ môn thôi. Nợ môn bà nội. Ta nói đi chơi không nợ tiền mà nợ môn. Em có thấy đó là tật xấu vậy không? Có, giờ vẫn vậy luôn. Ông giờ bớt thôi. Còn gì nữa không? Đi toilet không bao giờ tắt đèn. Không biết tiết kiệm. Không có tinh thần tiết kiệm. Đúng rồi. Nãy giờ chị thấy em kể là chị không thấy cái nào xấu hết. Ờ, bình thường. Ngoài trừ cái chuyện là đi chơi với bạn bè nhiều quá thì tiêu tiền nhiều quá nó cũng uổng đúng không? Dạ. Đi làm được mấy năm rồi? 3-4 năm rồi. Có để dành được tiền chưa? Có sổ tiết kiệm không? Có. Có, vậy là ngon rồi. Có mà của vợ em, không phải của em. Của vợ là của chung rồi. Bây giờ bà đi làm thì coi như cái tiền đó là công sức của bà. Nhưng mà bà biết tiết kiệm cho tương lai vậy là quá ngon. Cẩn thận nghe chưa, nãy ông nói của vợ mà của em đâu. Mai mốt ông có tiền rồi ông làm sổ tiết kiệm riêng rồi. Đó. Nhưng mà nghe nè, vợ em lớn tuổi hơn em. Dạ. Vậy chứ vợ em có nghe lời không? Vợ em sai gì là không làm. Chồng tự làm đi. Cái ba má thấy vậy cái ba má tự lấy luôn. Thì ra vợ. Rồi sao nữa? Đó em cũng bực, chở vợ đi vòng vòng ngoài đường để la để chửi. Sao em không phụ ba má vậy là phải làm dâu chứ? Toàn là sai chồng không mà. Cái trả lời sao? Chạy đó em hồi xưa là em là công chúa mà giờ anh phải làm. Lúc đó em đang chạy xe đến đèn đỏ dùng giấy lên màn tướng vợ em mập nữa ai cũng nhìn. Ra em không biết làm sao nữa. Nhưng mà em phải có cái lý do gì thì em mới như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Chị nghĩ rằng chắc chắn là tại vì công chúa sao được ở với bà ngoại. Bà ngoại lớn tuổi dễ gì công chúa không, đúng không? Phải lo cho bà ngoại chứ. Không, hồi có công chúa thiệt. Tại vì bà ngoại không cho làm bếp, không cho làm gì hết. Dạ. Ngoài lúc mình muốn học hay gì ngoại cũng không cho, mà cứ lo học đi. Rồi bây giờ là khi mà em sai chồng như vậy á, là cái lý do của em là sao? Là vì em là công chúa hay là còn lý do nào? Thứ nhất á là do tại vì chồng em đi học về rảnh hơn em, còn em đi làm về đôi lúc là em hơi bị stress căng thẳng. Thì em mệt nên là sao em làm nữa thì em không làm. Nhưng mà đôi lúc nói hỏi cũng em cũng làm chứ không phải không làm. Nhưng mà có phải là vì một phần là vì ganh không? Dạ có. Em nói coi chị đoán có đúng không? Tại thấy sướng quá. Sướng sao? Đôi lúc ở nhà được mẹ chăm sóc quá trời luôn mà giờ tuổi lớn rồi. Đó, tức là vợ em thấy thứ nhất là vợ em giờ sống của mình ên nè, gửi gắm vô em, rồi em thì lại được ba mẹ cưng quá trời luôn. Theo lẽ nhìn ta sẽ san sẻ cái tình cảm đó cho vợ, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì lại không san sẻ cho nên nhiều khi á bực quá mà không làm chứ gì chứ. Thì giờ em đang thực tập mà em rảnh ở nhà thì em phụ ba má ban ngày rồi. Thì bữa tối giờ em phải có nhiệm vụ, em phải kêu vợ phải giặt đồ, phải rửa chén, phải quét nhà ở nhà. Mà làm được có mấy cái, không mấy cái để cho chồng làm hết. Để chồng làm hết. Cái mặt rất là giận. Bây giờ chị hỏi nè, ví dụ như trong trường hợp á vợ em đi làm về mệt. Rồi em thấy vợ em lùi cụi làm thì em xót không? Có bao giờ đâu, bây giờ làm lụi cụi mà mệt đâu. Về giờ nằm đó xong rồi đợi đi tắm ăn cơm. Vậy đó hả? Không bị ba mẹ em la? Không. Vậy bây giờ em muốn vợ em thay đổi cái gì vậy? Phải làm dâu được. Không được làm công chúa nữa, đúng không? Dạ đúng. Vậy giờ anh hỏi mẹ, điều em mong muốn ở chồng em là gì? Lo học hành để có tương lai, sau này có con lo cho con. Với lại bớt trẻ con đi. Có mong muốn là được ở riêng không? Ba mẹ chồng thì bây giờ cũng hơi lớn tuổi. Ở riêng thì không chăm sóc được. Chồng em thì cũng thương ba mẹ nữa. Em không có tư tưởng ở riêng đúng không? Dạ. Mà nếu bây giờ đã không có tư tưởng ở riêng mà đã xác nhận được cái điều rằng ba mẹ chồng lớn tuổi rồi mình cần phải cận kề để chăm sóc, thì em nghĩ là em sẽ thay đổi cái cách sống của mình không? Theo như cái điều mà chồng em mong muốn không? Là biết làm dâu không? Cái đó thì chắc phải học. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ học ở đâu? Học ở mẹ chồng.
Chị nghĩ như vậy nè, chắc chắn qua thời gian thì chồng em sẽ phải chín chắn thôi. Dạ. Sở dĩ chồng em bị chậm chín chắn hơn những người thanh niên khác, bởi vì cho tới thời điểm này tụi em vẫn sống chung với ba má chồng, mà ba má chồng rất là yêu thương chăm sóc chồng em, cho nên cái việc mà để trưởng thành, để chín chắn nó chậm hơn những người khác thôi. Dạ. Nhưng mà qua tiếp xúc với em thì chắc chắn là em sẽ là một người đàn ông chín chắn. Bởi vì cái điều mong muốn của em luôn luôn là vợ biết làm dâu. Dạ, đúng rồi. Vợ biết làm dâu để làm gì? Để ba má mình vui. Đúng rồi. Ba má mình vui thì ba má mình sẽ thương vợ mình giống như thương mình vậy đó. Đúng không? Và chị nghĩ rằng nếu như em làm được cái điều đó thì em không sợ mất chồng đâu. Không cần phải quản lý tin nhắn hay cái gì. Mình bắt cái hồn chứ mình đừng bắt cái xác. Đúng không em? Dạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Thắng Mẫn, năm nay em 34 tuổi. Em công tác trong ngành ngân hàng. Chào Mẫn. Em ở quận mấy? Vợ chồng em thì đang ở quận 7. Quận 7. Thích quá thích cái huy hiệu mà cài ở trên cái áo vest quá luôn. Dạ, em cảm ơn. Nó có ý gì không vậy? Dạ không ạ. Nó chỉ có đẹp thôi đúng không? Dạ, có chứ, có ý nghĩa chứ. Dạ hả? Dạ. Do vợ em thì chuẩn bị đồ cho em để đến quay ngày hôm nay á. Rồi thì bây giờ sao em mặc vậy thôi. Rồi bây giờ trước khi ý nghĩa ở chỗ là chính tay vợ là người đã chọn cái này để gắn lên cao vét của chồng đúng không? Đúng không? Hay là nó còn một ý nghĩa nào dạ, nữa? Dạ còn một ý nghĩa là anh luôn là hoàng tử bé trong tim em. Ô trời ơi. Biểu tượng của hoàng tử. Dễ thương. Cái này là biểu tượng của hoàng tử. Dễ thương hóa. Chị suối Liên nó mua nha. Trời ơi. Để Liên nó gài cho em trong chương trình Vợ Chồng Son này. Phải không? Ừ. Gắn một cái luôn. Em lúc nào cũng là hoàng tử bé trong lòng của Liên. Ủa sao chị không tặng em đi? Để mãi mãi em là một hoàng tử bé trong lòng của chị Một. Chị gửi cho em một cái huy hiệu mà có số 1 đi. Vậy hả? Là chị Một mãi trong tim em. Để suy nghĩ lại. Mà làm bằng vàng thiệt nha. Cái số 1 là chờ dàn xuống đi rồi tính suy nghĩ. Vậy đó. Rồi giờ mời em. Dạ, em tên là Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng, năm nay em 34 tuổi. Công việc của em là làm kinh doanh tự do. Ê bé Hoàng. Dạ. Cái tên của em mỗi lần Lưu Thị Khải Hoàng Xuân Nữ. Đó, cái tên của em mà mỗi lần mà kiểm tra đó em viết rồi nó đủ chỗ không? Dạ em viết thiếu chỗ nên là em phải xin giấy 2-3 lần lận. Mỗi lần. Tên gì mà dài sọc vậy? Dạ. Không phải thật sự anh thấy cái tên nó rất là lạ, dạ. Thấy không? Rất là dài. Mỗi lần mà làm giấy tờ chắc cũng hơi cực đúng không? Dạ đúng rồi. Chị hỏi nè, tiếp về cái tên thì tại vì phải tìm hiểu. À. Cái tên đó là ý tưởng của ba hay của mẹ? Dạ cái tên này là vì em có hai chị em sinh đôi mà em là người chăm, là mẫu hệ. Thì cả nhà em là năm người kia là đều mang họ của ba. Thì chỉ có hai đứa sinh đôi con gái mang tên của mẹ. Thì mẹ nói là mang họ đó, mang họ mẹ phải không? Mang họ mẹ thì mẹ kêu là để hai đứa sinh đôi mang họ mẹ thì mẹ đặt tên. Thì mẹ nói là tên Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng để cho cuộc đời là luôn luôn là có một sự chiến thắng Khải Hoàng để cuộc sống sau này nó tốt đẹp hơn. Hay quá. Tức là Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng. Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng. Wow, nó tới 6 từ lận đó. 6 từ đó, gọi gì? Mỗi lần mà làm giấy tờ chắc viết là phải viết chữ nhỏ xíu. Hoặc là tràn qua cái phần khác luôn. Không, vậy là mình có thể đoán được á, em đoán được á. Là bạn này chắc là bạn để ý bạn này là chắc do cái tên. Đúng rồi. Đây nè, đi vô tiền vô ngân hàng vay tiền hoặc là gửi tiền gì đó. Khải Hoàng đi vô coi như, tiền đúng coi không? Coi như đi vô ngân hàng gặp ông này. Đó, rồi xin cái tờ giấy nộp tiền hay là giấy rút tiền hay tiền là đó. Gửi tiết kiệm gì đó. Mà viết hoài cái tràn qua cái chữ khác. Mà bên ngân hàng là không có được. Nó phải là chữ là phải coi như là chính xác đó. Hay là tràn ra do cái gọi tên á, cái sai hoài. Nó do gọi tên chứ. Ghi xong cái bạn này bạn gọi Lưu Thị Xuân Nữ, không ai ra hết, không ai ra hết. Ừ, ngồi im vậy đó, xong rồi Khải Hoàng ca, không ai ra luôn, không ra là không ra. Cuối cùng bực quá, ai vậy? Ừ. Mà này xuất hiện, ai biểu đọc tên tôi lộn chi, từ đó để ý nhau đúng không? Dạ. Hai đứa quen nhau trong ngân hàng đúng không? Dạ không ạ, không có liên quan ạ. Vậy hả? Em thì học về chuyên ngành và làm trong ngân hàng, còn vợ em là bên chuyên ngành và bên điều dưỡng. Điều dưỡng? Dạ. Trước đây là cũ bên điều dưỡng, bây giờ kinh doanh tự do. Bây giờ kinh doanh gì? Chuyên về mặt hàng phong thủy ạ. Phong thủy. À, vậy thì thủy em ơi, em biết cô bối không? Hoặc là biết không? Đi chút xíu vô chị em mình gặp. hoặc là coi có hình tướng. Nhờ vậy mà hai tụi em quen nhau là vì vậy đó. Phải không? Có cái khả năng ngoại cảm đặc biệt á. Anh đang định hỏi á, đang định hỏi mà anh không nhớ cái từ. Thôi là dạ. Ngoại cảm á. Dạ. Đó. Làm sao kể gì nghe dạ. Coi. Hồi đó là em 26 tuổi á, thì em đi làm bên ngân hàng được 2 năm rồi. Thì cái đợt đó em gặp một cái sự cố ở trong gọi là trong cái chỗ em ở trọ. Hồi đó nói chung cũng khổ cũng nghèo nên là ở trọ bên Bình Thạnh thì một cái sự cố xảy ra là bị mất cắp ở trong phòng trọ là em. Thì mọi người nghĩ là em, nghĩ em là người lấy. Thì nói chung là mình cũng rất là khó chịu và đúng rồi. Tủi thân á, đúng rồi, thân ức nữa. Thì em mới
lên cơ quan thì em kể với một người chị. Thì tâm sự với người chị đồng nghiệp thì chị nói là chị có bé em là học trò của cô của chị, thì cũng công tác trong bệnh viện với nhau. Thì em hỏi bé thử bé nó có giúp được gì cho em hay không. Thì em mới xin số điện thoại của vợ em. Thì chiều đó thì em mới điện cho cổ. Thì vợ em bảo là đang bận, có gì sẽ gọi lại cho em sau. Thì tới tối thì cổ có điện cho em và em cũng kể ra cái sự việc là có một nhóm bạn ngủ phòng trọ với nhau, nhưng mà sáng ra thì một cái điện thoại rất là giá trị 18 triệu mà năm đó thì rất là lớn bị mất. Thì bây giờ mọi người lại nghĩ là Mẫn, nên là Mẫn rất là mong là Hoàng có cái gì xem hỗ trợ Mẫn được không. Thì Hoàng mới kêu là ok được, có gì ngày mai Hoàng sẽ ghé qua. Thì hôm sau thì Hoàng có ghé qua bên chỗ trọ của em, thì Hoàng mới nói ngay cái bạn mà lấy là ai. Thì Hoàng mới gọi là một nhóm ở cùng với nhau, thì Hoàng mới xử lý cái tình huống đó. Thì đâu xử lý sao? Có xét không? Lấy túi là xét. Bạn đó đi bỏ về quê mất rồi. Thì Hoàng mới hướng dẫn cho tụi em yêu cầu bạn đó phải quay ngược lại Sài Gòn. Và hôm đó thì có em, có bạn em, có bạn đó, bạn kêu Hoàng qua. Thì Hoàng ngồi nói chuyện với cô bạn đó. Thì cô bạn đó nói chung là rất là gọi là bạn rung bởi vì Hoàng quét một cái là Hoàng biết hết về bạn đó như thế nào, gia cảnh ra sao, cuộc sống theo Hoàng nói hết. Hoàng kêu bây giờ tôi chỉ nói tới đây thôi là bạn biết được là tôi biết hết rồi đấy. Nên là bây giờ chỉ còn bạn tự thôi, bạn tự bạn nói ra rồi thôi. Rồi Hoàng mới nói với cái người bạn của em bị mất á, bây giờ tôi nói với bạn nè, bây giờ bạn có muốn lấy lại không thì bạn cứ lấy đi, còn tôi cho bạn biết luôn, nếu như bạn lấy thì cuộc sống của bạn nó cũng sẽ như thế này thôi, còn nếu như bạn chấp nhận bạn bỏ luôn, bạn bỏ cái điện thoại luôn, bạn không lấy lại nữa, coi như là mình mất nó đi. Thì sắp tới đây đi. Thì sắp tới đây bạn sẽ có một cuộc sống cực kỳ tốt hơn rất là nhiều. Thì cô bạn em đồng ý bỏ điện thoại và không chơi cùng với cô bạn đó nữa. Và xí cho hỏi cái em hỏi cái này, cái cô bạn mất điện thoại đó bây giờ thì cuộc sống như thế nào? Quá giàu. Cũng có được 2-3 căn nhà ở Sài Gòn. Vậy đó là rất là khổ, em và bạn đó nhà cũng nghèo y như nhau cả thôi. Và bây giờ cuộc sống của bạn cực kỳ là đầy đủ và trọn vẹn cùng với chồng con. Nhưng mà cái bạn mà lấy điện thoại là bạn đã thú nhận là bạn lấy rồi? Bạn không thú nhận, tại vì em luôn cho người ta một cái cơ hội. Có nghĩa là đôi khi người ta ăn trộm chưa chắc gì là người ta có ý xấu, mà đôi khi ở một cái phút nào đó mà người ta không vượt qua cái lòng tham của người ta. Thì nếu mà chỉ vì một cái điện thoại mà làm cho bạn mất đi cái danh dự, uy tín của bạn thì em nghĩ nó không đáng. Thì ok, tôi cho bạn tới cái mức đó. Lần sau bạn đừng có như vậy nữa. Thì ông trời sẽ bù đắp cho bạn kia. Và em rất là vui vì bạn kia có một cái cuộc sống mà em tới em cũng không thể tưởng tượng được là nó vượt qua cái sự tưởng tượng của em luôn. Và bây giờ cái bạn đó có nhớ ơn cái lời khuyên của em để có ngày hôm nay không? Và bây giờ hai gia đình vẫn còn có mối quan hệ không? Dạ có. Em vẫn là bạn bè cùng với nhau. Bạn bè. Hay quá. Còn sự nhớ ơn á, thật ra em giúp một ai á, em không cần người ta nhớ ơn, mà chỉ cần là xung quanh em thấy tất cả mọi người đều có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc là em vui lắm đúng rồi. Dạ. Rồi chị hỏi nè, sau cái hôm mà em giúp cho chồng em á, thì là hai đứa có nảy sinh tình cảm ngay cái hôm đó hay không, hay là phải thời gian sau rồi mới thích nhau? Dạ, thật ra lúc mà em giúp bạn này xong á, là lúc đó em nói là tôi giúp là tôi không có cần trả ơn gì hết. Cho tôi ăn một bữa cơm và uống ly cà phê là xong chuyện. Cái lần thứ hai ổng lại mời cà phê nữa, xong em nói là sao nhìn mặt thằng này tội quá, chắc là có số chết yểu, 31 tuổi là chết. Trời. Xong em nói là trời ơi, một người tốt bụng dễ thương vậy tại sao lại chết sớm. Thôi bây giờ là đầu tiên mình sẽ làm mai cho... Lúc đó em rất là tự ti về bản thân. Và em lại nghĩ là mình là người chăm, mà ổng là xung quanh toàn là người hot cơ mà là còn có công việc ổn định nữa. Thì em không bao giờ em nghĩ luôn. Cái em mới giới thiệu cho ảnh một cô bé sinh viên luật cũng rất là dễ thương. Anh đi chơi một lần, hôm sau ảnh nói là tôi không có thích bé này lắm, lần sau đi chơi đó, một mình tôi đi với bà thì được. Đi lần thứ ba thì em nói là thích người ta mà không dám nói, không dám nói thì thôi tôi đi tôi nói luôn. Xong em hỏi ông có người yêu chưa, ông nói chưa, chưa thì thử quen tôi đi, được thì cưới, không được thì thôi. Xong bây giờ mình thử làm người yêu giả nha. Tức là em chủ động luôn? Dạ em chủ động trong vòng một tuần là làm người yêu giả. Xong em nói hôn tôi đi, thử hôn đi có cảm giác không? Không. Dạ có chứ. Có này anh kể đi. Sao không kể đi. Dạ thì hồi đó là thực ra là gặp Hoàng thì em cũng rất là mến, thiện cảm, vì Hoàng có một cái ngoại cảm chia sẻ được nhiều thứ cùng với em, nên là em mời đi cà phê đâu đó 2-3 lần á, thì tự nhiên mình thấy rất là quý cô này, hiền lành thật thà và không có một cái sự toan tính vụ lợi gì trong suy nghĩ của cô hết. Nhưng mà em chỉ muốn biết cái cảm xúc của em lúc mà bạn giúp em cái hôm đó đó,
Tại vì chắc chắn là cái người mà đã giải tỏa được cho em những cái ấm ức, những cái bực mình, những cái đúng không? Thì là đầu tiên á, thì mình sẽ cảm giác là ở bên bạn này mình an toàn nè, đúng không? Đúng rồi. Tức là chỉ là ngưỡng mộ thôi, ngoài ra còn cái tình cảm gì nữa không? Chưa, chưa. Hôm đó thì mới chỉ là cái bạn này hay quá, thì em với cô bạn của em đi cảm ơn. Đầu tiên là hai đứa đi chung, nhưng mà lần sau thì em rủ riêng. Rồi bây giờ tới cái phần cô ấy kêu mình hung đó. Rồi đi cà phê, đi cà phê. Không liền không? Chưa, đi cà phê, đi cà phê mấy lần. Thì cũng quen, trong cái đoạn nó cổ giới thiệu bé em này kia thì không chịu. Em không chịu. Thì em mới quen cổ, thì cổ mới nói là thôi làm người yêu tôi đi, được thì quen, được thì cưới, không được thì thôi, tôi không có bắt đền gì ông hết trơn á. Sốc không? Hôm lúc đó nghe sốc không? Cái mãi chứ. Cũng không sốc, em thấy mến mến rồi nên thì ok làm người yêu thử. Nhưng mà nó không có đến mức là mình yêu nhau quá, cuồng nhiệt quá để mình chụp mình hung hay là cái gì. Mà em cũng chỉ là từ từ thôi, nắm tay đi chơi thôi, thì cổ lại đề xuất là hung. Thì cổ chủ động thì em cũng hung thử. Hung liền không hay là có một chút gì đó suy nghĩ? Suy nghĩ chút xíu quá rồi hung ngay thôi. Hung má, hung môi? Hung môi luôn. Rồi hung cũng lâu lắm. Hung lâu hung, hung mà cổ không chịu rời ra. Em cũng ngại quá mà em cũng giữ im luôn. Cái nó lâu lắm, nó lâu mà cái môi em nó bị đau luôn. Nó có hơi bị sưng lên sao á. Cái môi sưng luôn. Là cô ấy cuồng nhiệt quá. Nó lâu quá. Ý là một xíu thôi là mình ngưng lại. Đây nó lâu quá nên nó hơi bị đau. Đấy, thì đó là hôn nhau cái lần đầu tiên. Mà em có cảm xúc không? Dạ, nó giống như là va chạm thôi. Rồi cũng không lâu quá thì thấy thì nó hồi hộp, tự nhiên máu nó dồi lên, nó nhồi lên, nó hồi hộp, nó tăng lên dần dần. Lúc đầu thì có cảm xúc nhưng mà hung lâu quá cho nên nó cảm thấy đau. Tại vì cái môi nó mém sưng, bị cắn, bị cắn quá. Cắn. Mà có nhớ cái thời gian hung vậy? Không có cắn đâu. Không có cắn nhưng mà nghĩa là hút không biết nói sao. Nó cứ mạnh quá đó, nó cứ giữ lâu quá. Nó giữ vào nó lâu quá thì cái môi, tại vì cái môi này cũng hơi dày cho nên đúng rồi, cái môi nó hơi dày. Nhưng mà có nhớ là mấy phút không? Chắc cũng vài phút. Dạ, nói chung là em muốn cho ảnh thoát ra và cảm nhận được cái nụ hôn chân thành là như thế nào. Chứ thật ra em lúc đó thật ra em cũng không có yêu ảnh, chưa có yêu, mà giống như em muốn nói giúp đó ảnh. Đúng rồi, mục đích chính là đầu tiên là em thấy ảnh mệt yếu và em muốn giúp ảnh, là đầu tiên là em đề nghị là giúp đỡ. Sau đó em về em nằm mơ, em nằm mơ thấy ổng với em nằm chung chiếu, là bên em mà đã nằm chung chiếu với nhau là chỉ có vợ chồng. Cái em nói là quá lạ, sao lại giấc mơ kỳ cục như vậy. Rồi đêm thứ hai nằm mơ nữa là em gặp ảnh, em kể cho giấc mơ, em nói là bên em mà nằm mơ thấy nằm chung chiếu là có duyên vợ chồng tiền định rồi đó. Sau đó là em đề nghị với ổng là bây giờ tôi không có quen chơi nữa, và hồi xưa giờ tôi không có làm một cái gì mà cái kiểu chơi, tôi rất là nghiêm túc, bây giờ là người yêu thiệt luôn nè, bây giờ là tôi sẽ làm một bài thơ để cho tôi xác nhận mối quan hệ này, và tôi post lên Facebook cho tất cả mọi người biết là tôi đã có người yêu. Xong em sáng tác một bài thơ để chắc là cái vấn đề đó. Còn nhớ mấy câu trong bài thơ dạ, không? Có. Đọc một vài câu cho anh nghe đi. Anh mang nụ cười của phố núi, em miễn nụ cười của biển xanh. Đôi tay anh dịu vời chân thành, nắm chặt tay em sao nhỏ bé. Núi sẽ xanh cây, biển chiều hát, em cười thầm sẽ mãi yêu anh. Bao giờ cà phê hoa nở trắng, em theo anh về phố núi quê anh. Hay quá, vỗ tay quý vị em phim chừng ơi. Hay quá. Phố núi quê anh. À có nghĩa là em ở đâu? Em ở Gia Lai. Gia Lai. Em dưới biển là ở đâu? Dạ ở Ninh Thuận. Ở Ninh Thuận mà. Người Chăm. Vùng biển. Ê nhưng mà anh hỏi nghe, anh tò mò nha. Cái mệnh của anh là mệnh yểu. Em nói là 31 tuổi là ông chết. Đúng không? Vậy thì cái nụ hôn đó, cái nụ hôn mà em chủ động đó mà nó kéo dài như vậy á, có phải là do em biết rằng là cái nụ hôn nó sẽ hóa giải cái mệnh yểu của anh không? Dạ thật ra cái nụ hôn đó nó chỉ là ngừng lại cái quá trình đó thôi. Còn để hóa giải vấn đề đó là khi em lấy ảnh, thì cái điều mà em nói 31 tuổi, anh luôn kêu em là bị khùng, bị thần kinh, chút ngày chửi em vậy không mà. Thì á, là đúng vào cái hôm sinh nhật 31 tuổi của ảnh, thì ảnh ăn cái gì em không biết, tự nhiên ảnh bị ngộ độc thức ăn mà người lạnh hết luôn. Thì em nhìn thấy cái hồn phách ảnh á, là giống như là không còn cái gì, chỉ là còn cái xác thôi. Thì em sờ vào chân nó lạnh ngắt mà em làm cái gì cũng không tỉnh. Thì em nói rồi, chẳng lẽ cái điều đó nó xảy ra. Thì em mới đi lấy một cái tô nước, thì em khấn niệm. Sau đó em lấy cái nước đó em bôi khắp người ảnh, và em giống như là vuốt để năng lượng ảnh lên á. Thì tự nhiên cái tô nước đó nó biến thành màu đen và có một cái chiếc lá xuất hiện trên đó luôn. Thì sau đó là ảnh vẫn không tỉnh. Thế là em mới ấn lật ngược ảnh lại. Em ấn vào phía sau lưng ảnh, em nói là tuổi thọ của em rất là nhiều, mà em cũng không cần sống nhiều trên cuộc đời này làm gì. Em truyền cho ảnh, xin nguyện ơn trên rút 10 năm tuổi thọ của em cho ảnh. Thì khi mà em vừa dứt lời nghe, tại vì em cảm giác là người em bị rút ra đó, nó rút mạnh và nhanh á, em ngất xỉu luôn. Và em hiểu là lúc đó là 4 giờ chiều, em với ảnh cùng xỉu tới 7 giờ tối, là hai vợ chồng cùng tỉnh dậy luôn.
Và sau cái điều đó là tự nhiên em cảm giác em già đi so với cái cùng hai vợ chồng độ tuổi, và tóc em cũng bạc hơn nhiều so với độ tuổi. Có nghĩa là em chia cho ảnh rồi đúng không? Hai vợ chồng cùng xỉu từ 4 giờ tới 7 giờ luôn. Là 3 tiếng đó là cái gì? Rồi cùng tỉnh một lúc. Bây giờ thì là em là bao nhiêu tuổi rồi? Vợ chồng em bằng tuổi nhau là 34 tuổi. 34 tuổi. Là 3 năm. Như vậy là sao anh muốn biết là sau khi anh tỉnh dậy, em thấy cô gái này nằm kế bên mình, thì cái điều đầu tiên em cảm nhận đó là điều gì? Thấy tội cho cổ, cho vợ em. Nhưng mà em có biết là vợ em đúng, có truyền biết truyền cho em bởi vì cái câu của cổ em không? Đừ thôi, em nhừ tử thôi, nhưng mà em yêu cầu vợ em là chở em đi bệnh viện đi. Mà vợ em có một cái là cổ không có, cổ nó hơi thiên về tâm linh nhiều lắm. Thì cổ kêu không, cái này không có khoa học đâu. Mà đúng em ở với vợ em nhiều năm thì em biết. Thì thôi em để cho cô, cho vợ em xử lý luôn. Thì em tỉnh thì em thấy vợ em nằm đó thì em biết. Xúc động, đúng không? Xúc động. Nhưng mà cái chuyện mà cô ấy đánh đổi cái tuổi thọ của mình đó, để mà muốn giảm thọ mình mà để tăng thọ cho em á, là cái điều khấn đó là cổ khấn trong lòng. Chứ cô đâu có nói ra, đúng không? Sau đó thì vợ em có nói với em, có kể và cho khi nghe. Thì cô thật... cổ kể cho em nghe cái điều đó, em thấy như sao? Thấy tội cho vợ mình và thấy mình thương vợ mình rất là nhiều. Nên là lý do vì sao mà mọi người hay hỏi em tại sao rất là thương vợ như vậy, là vì em biết được cổ đã làm những gì cho em, dành những gì cho em tốt nhất. Anh thấy Khải Hoàng rất là xúc động. Thương mà hay cãi quá. Hay cãi rồi hay cái kiểu là chống đối với em á. Mà... anh được biết là em là hoàn toàn chủ động. Dạ. Vậy thì cái việc mà đưa nhau về nhà thì em có chủ động đưa ổng về nhà gặp ba mẹ em không? Dạ em đưa ảnh về ba mẹ em không có chịu. Thì em nói với ổng á là em nói với mẹ em trước. Mẹ em kêu á là em mà lấy ổng thì mẹ em sẽ không chấp nhận, mẹ em chết gì đó. Thì em nói với mẹ em á, tất cả mọi thứ con đều có thể nghe lời mẹ, nhưng mà riêng tình yêu đó là cảm xúc, và con sẽ là người sống với ảnh. Nếu ngày hôm nay con nghe lời mẹ, ngày hôm sau mẹ sẽ khóc vì cuộc sống con buồn tủi. Nếu ngày hôm sau mẹ thấy con hạnh phúc, mẹ sẽ cười suốt cuộc đời còn lại. Là em thì, nói với mẹ. Dạ. Thì cái cuộc hôn nhân này nè, con cảm thấy ảnh cho con một cái sự tin tưởng và bình an. Còn mẹ không chịu. Có một lần em vắt ba lô đi ra khỏi nhà, em kêu ảnh đi, mẹ không chịu thầy đi ra trong đêm luôn. Em dắt ảnh đi y như vậy đó. Ủa lúc đó là mẹ ở đâu? Mẹ đang ở trong nhà luôn. Mà ở đâu, Ninh Thuận hay là ở thành phố? Dạ ở Ninh Thuận luôn. Hôm đó là cổ kêu em về để mà xin phép nói với đi ra mắt với nhà cổ á. Còn em thì sao? Em đưa cổ về nhà em thì sao? Mẹ có chịu không? Dạ cũng không. Do là vậy nè, tụi em quen nhau được 3 tháng thì cổ yêu cầu dắt về xin cưới. Thì em mới kêu là trời ơi không được đâu, ít nhất phải 2 đến 3 năm kìa. Bây giờ này không có một cái gì hết. Thì cổ mới kêu là nếu như anh đợi cho có thì anh đợi bao lâu, anh nói cho em đi. Bây giờ anh nói đi là bao lâu. Thì em mới kêu là thì 2-3 năm. Cổ kêu vậy thì stop, dừng cái mối quan hệ này lại, không tiếp tục nữa. Bởi vì là 2-3 năm nữa em sẽ cũng chưa biết đi về đâu hết. Còn bây giờ được thì vợ chồng mình cứ về chung một nhà còn tiết kiệm hơn được nữa. Thì cổ dọn đồ, cổ kêu là cổ sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, không cho bao giờ em nhìn thấy cổ nữa. Cổ sẽ chuyển đi một nơi khác ở. Sợ chứ đúng không? Sợ quá kêu thôi bình tĩnh được rồi, để em dắt về nhà. Thì lúc đó là em dắt về nhà ba má em. Thì trước đó khoảng 2 tháng thì ba má em có vô Sài Gòn ghé phòng trọ em chơi thì có gặp cổ. Hôm đó là cổ cũng xuất hiện là gọi là tút mình xíu để mà gặp ba mẹ em á. Thì cổ có ra quận nhất á, cổ đi hớt tóc, cổ nhắn cho em là cổ hớt 50.000. Em nói ủa sao phụ nữ mà hớt tóc mà 50.000. Em cũng lạ trong người mà em nghĩ là chắc không sao đâu. Trời ơi về á y như người ta ấp cái tô lên đầu cổ á, mà họ cắt một cái vòng tròn vậy nè, mà cắt sao sởn luôn cái chân mày cổ luôn, nhìn y như là một người. Nên em lý do vậy, lý do mà em là cố tình em cắt vậy? Dạ không phải, em nghĩ là mình cần phải làm đẹp mà. Em nhìn cái chú đó em thấy là ô chú này cũng tội, nên em đâu có bắt đèn gì đâu chú. Thường thường người ta sẽ bắt đèn đấy, bởi vì mái tóc em đen rất là đẹp, em chỉ là đang đi chỉnh chu lại thôi. Mà cắt sao mà thành y như ngố mà nhìn mấy cái bức hình đó. Mai ca đó, đúng rồi. Mà đã vậy là không có chân mày nữa, cắt mất cái chân mày bên này. Thế là em kêu thôi chết rồi, vậy gặp ba má là chết rồi Hoàng ơi. Cái thế là ba mẹ em vô thì em cũng kêu là em đang quen này, nhưng mà ba mẹ em cũng không có muốn nhìn luôn. Tại vì nhìn rất là người trốn chạy tâm thần quá, không hiểu thằng Mẫn thôi kệ nó đi, chắc là nó quen cho vui ba bữa thôi thì kệ nó, ba mẹ em quan tâm. Đúng ngày hôm đó thì em lại dắt cổ về nhà. Cái ba mẹ cũng sợ rồi, em cảm nhận được trong người ba mẹ em cũng sợ. Mình thấy sợ ăn đó. Cơm xong thì cổ mới nhéo em, cổ kêu là kêu ba má lên phòng khách nói chuyện. Cái em sợ quá, em kêu thì em cũng kêu lên phòng khách. Cái cổ kêu em là nói đi, em không nói được một lời nào hết. Tự nhiên em thấy ba, bởi vì là em đoán được ba mẹ em đang hiểu cái chuyện gì, nên là em thấy ông bà rất là căng thẳng. Thì tự nhiên thấy ba mẹ mình đang không muốn nghe những cái điều mình sắp nói đó. Em không dám nói y như ai mà bóp cổ em đó. Em cứ nói lên là em cứ em ho miết luôn. Cái cổ mới
kêu thôi anh Mẫn không nói được thì con nói. Thì tụi con cũng quen nhau được mấy tháng rồi, thì bây giờ con xin phép hai bác là tụi con về cũng xin phép hai bác tụi con cưới nhau. Con nghĩ là em ấy mở lời giùm em. Cô nói hết luôn, là mẹ em là tái mét không có một máu luôn. Em nhìn là em biết ngay, ba em là ngồi thẳng thờ ra luôn. Thì mẹ em ngồi không khí nó ảm đạm lâu quá, y như là đây ba em đây, mẹ em đây, rồi tụi em đây, y ngồi y vậy luôn nè. Cái là hai ông bà ngồi gục mặt im ru một cái vậy, xong không khí lâu quá thì mẹ em mới nói thì hai đứa lớn rồi thì quyết sao thì ba mẹ nghe vậy thôi. Cái thì ba em mới kêu là vậy thì ý con Mẫn sao? Con là con gái mà con ra nhà bác con nói vậy thì thôi bác cũng có biết nói gì hơn. Thì bây giờ ý con Mẫn sao con? Thì cảm em mới nữa. Kêu là dạ thì ý Hoàng vậy, con cũng vậy á. Con cũng xin phép cưới. Cái ba mẹ mới kiểu là nói cho qua em cảm nhận rất rõ ràng. Vậy hai đứa tự quyết, tự chọn đi, tự làm đi. Rồi xong là kết thúc ngày hôm đó, là ngày hôm sau tụi em bắt xe đi về Ninh Thuận. Là mẹ cũng không chịu. Đuổi cổ đi luôn. Cái cổ xách ba lô, cổ đi, cổ kêu em theo. Em kêu chết rồi, Hoàng ơi, hồi giờ em là một đứa rất là ngoan, em rất là hiền lành và không bao giờ làm một cái gì mà trái ý như thế này. Em kêu Hoàng ơi bình tĩnh em ơi, đừng có làm vậy em ơi. Em nghe mọi người đang nói tiếng Chăm với nhau, nhưng mà một cái sự căng thẳng diễn ra trong gia đình thì em đoán được cái nội dung là không ưng em rồi. Nhưng mà giờ không biết làm sao hết. Em sợ quá, em kéo lại thì ba của Khải Hoàng rất là dễ thương, bác rất là hiền, thì em chụp bác, em kêu bác ơi, chú ơi không sao đâu, để con nói Khải Hoàng. Thì bác ra bác thuyết phục, thì hai cha con thuyết phục Hoàng thì đi vô nhà ngủ một đêm. Xong rồi nói chung là mẹ Hoàng vẫn không có ưng, muốn làm gì đi ra ngoài làm. Và sẽ không có bao giờ có một cái gì được tổ chức ở đây hết. Ủa nghĩa là hai bên nhà. Nhưng mà cho đến cái lúc mà tụi em cưới nhau á, thì lúc cả hai bên đã đều đồng ý chưa hay là tới cái ngày cưới á, ví dụ ngày mai là ngày cưới đi, thì hôm nay đó ba em nói là Mẫn ơi, ba hỏi một lần cuối cùng nè, con có muốn cưới hay không? Nếu như không thì ba sẽ hủy cho, con không có gì phải ngại hết, con không có gì phải xấu hổ hết á. Em mới kêu là ba ơi sao ngày mai cưới mà ba nói tùm bậy tùm bạ vậy, cái này con lớn rồi con tự quyết định được. Ba con kêu ok vậy thì cứ vậy mà làm. Thì ngày hôm mà bên gia đình của cô Hoàng thì sao? Bên gia đình của Hoàng thì ba mẹ thì sao? Có ba ra qua thôi, có ba mẹ và anh vẫn không đồng ý. Mà cho chứ bây giờ thì đồng ý chưa? Đúng, giờ thì bây giờ thì cả hai bên đều suôn sẻ ok hết rồi đúng không? Ở một là ba đứa rồi chị. Có những gia đình á, em biết có con rồi cũng vẫn chưa. Em quên hả, mình còn phải ở đây để mình chia sẻ, mình năn nỉ giùm nó. Em quên hả? Đó không? Cho nên là lại vui vẻ. Giờ mẹ em thương ổng lắm, mẹ em kêu quá là trời ơi, chưa bao giờ á là có ai mà bóc thuốc cho mẹ uống rồi chăm chút đẻ ế từng ly từng tấy. Nên là giờ nó mẹ thay đổi suy nghĩ. Cái ngày cưới mà gia đình bên chồng đầy đủ mà bên mình thì lại không có mẹ đi. Một người phụ nữ rất quan trọng trong đời mình. Thì lúc đó cái cảm xúc của em như thế nào? Lúc đó là em cảm giác rất là tủi thân. Và cảm giác giống như là tại sao mẹ có thể cố chấp như vậy. Rồi hồi xưa á, là em luôn suy nghĩ giống như là mình không cần phải giàu hay là một cái gì á, em thích một cái cuộc sống giống như cổ tích vậy đó. Thì đám cưới của em cũng chỉ thích nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần có ba có mẹ thôi. Nhưng mà một mình ba em lên, em suy nghĩ là ba đứng một mình đó, không biết là ba có cảm thấy buồn hay không. Người ta có vợ có chồng, một mình ba em đứng dậy dắt con gái đi lấy chồng á. Nên là em cố nén nước mắt, em không có muốn khóc. Mà cái tính của em á, em nhớ rất là dai. Mặc dù em không có để trong lòng, nhưng mà nó giống như là một cái vết thương, tổn thương và một cái thiếu quyết trong cuộc đời của mình đó. Nhưng mà sau khi cưới rồi cho tới bây giờ thì mẹ có áy náy về cái chuyện mà ngày hôm đó mẹ không đi dự đám cưới em không? Em nghĩ mẹ em cũng rất là buồn, nhưng mà em hiểu cái tính của mẹ em. Bởi vì mẹ em, cái tôi của mẹ em cũng rất là lớn. Và hồi xưa giờ là mẹ em muốn là mẹ em nói gì là tất cả mọi người đều nghe. Và hồi xưa giờ chưa có ai mà không cãi lời mẹ. Mấy người chị của em á, không cần yêu mẹ em kêu cưới là cưới. Có một mình em là em luôn đi tìm tình yêu đích thực, và phải là cái cảm xúc của em chọn người đó, chứ không ai có thể dán cho em mình một cái gì. Tại vì em biết sao, bên người chăm á là chế độ mẫu hệ, là người phụ nữ quyết định đó. Cho nên là nhiều khi mẹ cũng bị cảm thấy mẹ bị sốc là vì em không chịu nghe lời mẹ. Đúng rồi. Nhưng bây giờ là mọi thứ ok rồi đúng không? Dạ, quá đúng ok luôn. Rồi quá vui. Bây giờ hỏi nè, kinh tế thì sao bây giờ? Thì hai đứa đó. Dạ, hồi trước hai vợ chồng em nghèo, ở cái nhà trọ mà chỉ có 1 triệu thôi. Nhưng mà em không hiểu sao em không có tiền, nhưng mà trong người em luôn cảm giác là mình sẽ rất là giàu có. Và em hay nói với ổng là bây giờ là hồi trước độc thân em là giống như đi phiêu lưu giang hồ không bận tâm, nhưng mà khi đã lập gia đình là em phải có sự ổn định. Bây giờ mình đi mua nhà anh, ông nói trời ơi tiền ăn còn có, phải đi hàng tháng phải đi quẹt thẻ tín dụng á.
đám cưới tụi em cũng không có tiền, vợ chồng em phải đi đặt nhà hàng là phải quẹt thẻ tín dụng, sau đó đặt thùng tiền mà thanh toán ngay cho người ta đó. Là cũng hết luôn. Thì mà cưới nhau về thì nằm trong phòng trọ cũng kêu bây giờ phải đi mua nhà. Thì em mới kêu là thôi đừng có nói chuyện khùng điên nữa, nên là cổ hai kêu lắm, bây giờ làm sao, mà bây giờ em làm sao mà có thu nhập ổn định, anh ổn định, và mình thuê cái phòng trọ khỏi 3-4 triệu nó có cái máy lạnh đi, chứ bây giờ phòng trọ này 1 triệu nó nóng quá chịu không nổi. Vậy là bây giờ là vượt rồi đó, coi như là vượt chỉ tiêu, vượt với sự mong đợi rồi. Như vậy là từ nghèo khó, từ coi như là đặt cọc coi như là 500 ngàn hả, gợi ý đặt cọc 500 ngàn, 500 đồng, 500 ngàn mà bây giờ lại thừa hưởng được nhiều căn. Đó là một cái sự chúc mừng, là... chúc mừng hai vợ chồng em. Đó. Bây giờ tới cái phần kia đi, phần hôn nhân đi. Phần hôn nhân đi, khi mà về sống với nhau á thì bắt đầu đối phương bắt đầu có những cái mà gọi là mình cũng bị hết hồn. Hiểu không? Thì cái hết hồn của em với cô này là gì? Thật ra là vợ em cái điểm tốt của cổ đi. Không, điểm tốt thì biết rồi. Biết rồi. Bây không, giờ nói cái điểm xấu đó, cái điểm chưa tốt chứ không phải là tật xấu. Cái này theo em định nghĩa thì là mà cổ không, cổ kêu em không được nói cái từ đó. Nói cái từ đó là nói cổ đi, sẽ, nói đi. Là cái gì? Cổ giờ cho nói xử em á. Là cổ ghen. Còn cổ định nghĩa đó không phải là ghen, đó là cảnh báo. Là cổ gặp cô nào cổ cũng cứ cảnh báo. Cô nào cũng cảnh báo tới mức độ em ví dụ em nói em coi cái phim hài trên mạng sao là cái vợ chồng em nó y xì vậy luôn. Ví dụ như là em đang ngồi trên xe đi, cái là các bạn điện cho em thì em kêu alo anh nghe nè Hoa, là cái tay em là đen thui với cổ rồi, cổ ngồi sát bên cổ nhéo là đen thui cái tay luôn. Alo được rồi, tại sao alo anh nghe nè rồi còn Hoa nữa hả, sao mà ngọt ngào lúc vậy là cổ quánh em tè đó luôn. Không phải ghen mà là cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo trước cái cô đó, cảnh báo là cái bắp này nó đen thui rồi. Đúng rồi. Rồi đang ngủ á, sáng hôm sau ngủ dậy cái thì em thấy cổ trầm dâm vậy á, cổ quậu gì mà quậu luôn, nhưng mà em cũng đâu biết vụ gì, lo cho mấy đứa nhỏ đi học đồ này kia. Một lát xong nữa là cổ kêu là trời ơi cổ bực quá đi, hồi tối hôm qua em đi bơi với cái con bé trên cơ quan mà cả một buổi luôn, mà bơi còn ẵm nhau trong hồ bơi nữa. Em kêu trời ơi cái gì vậy, là cổ nằm mơ. Nằm mơ mà sáng ra cổ la thì em một tăng luôn. Ghen trong giấc mơ. Không, đó là cảnh báo trong giấc mơ, không được dùng từ ghen. Định nghĩa của cổ đó là cổ cảnh báo, cảnh báo về cô bé đó. Rồi. Cô bé đó hãy hiểu rồi, có nghĩa là bạn này là bị ghen. Một cái tật gọi là em hết hồn, đó là cái ghen. Rồi còn cái gì nữa? Cái thứ hai nữa là rất là không có trau chuốt bản thân như mấy cô gái khác á, sẽ là son môi đánh phấn làm tóc làm tai rồi quần áo, cổ không. Cổ là cứ đi ra ngoài đường là một cái khẩu trang y tế mỏng manh bịt cái mặt là xong, không có bao tay bao chân ninja vậy đó, cứ phơi ra vậy đó. Em khuyên hoài mà cũng vậy à, để tóc mà nắng mà nó cháy hết luôn, có nghĩa là mình không chùm lại, chăm sóc bản thân nắng, đúng rồi, không có xe xua, không xe xua, không có xe xua. Nhưng mà thật ra cái này thì khoan hả, sao hoài vậy, hay quá. Của con vẫn y nguyên nha cô, không hề làm cái gì nó thay đổi luôn á. Hôm nào anh thỉnh, hôm nào anh mời em qua nhà anh nha. Hay quá. Em nhìn chị, em có thấy chị đang bị một cái gì không? Díu vậy, không tĩnh tâm để nhìn được. Với lại nhiều người á, ví dụ ở đây đi, mình chỉ thấy những con người vậy nhưng mà rất là nhiều người anh. Hồi nãy em sắp quậu luôn, bởi vì trong cái phòng đó đó, nó làm cho người em nó mất năng lượng nhiều quá. Nãy em sắp quậu, em sắp đi về luôn vì em trụ không nổi, cái đầu em nó tưng lên luôn á. Đây nhiều lắm. Này vợ em có nói gì không? Nãy cũng bác phải mặt nãy dữ lắm em mất. Nên em cứ nhắn biết cho chương trình kêu nhanh lên, em nhanh cho anh chị đi về cả. Em chuẩn bị đi về luôn rồi đó, bởi vì em trụ không nổi. Em sắp té xỉu sao mà em lên ngồi nói chuyện được. Nãy giờ lên ngồi với anh rồi là năng lượng dạt dào đúng không? Có gì không có âm nãy giờ là có thấy gì không? Đâu có gì đâu. Đứng cạnh anh được chứ. Thoải mái lại rồi. Dạ. Đó là giờ kế bên em có một hàng sữa lớp. Lớp cho ta năng lượng, lớp cho ta sự yêu thương. Tình yêu là sức mạnh vĩnh cửu mà. Sức mạnh không thể nào mà. Trời ơi, tóc bà bạc hết trời. Dạ, bạc nhiều lắm. Hôm đó là tự nhiên bạc liên tục bạc ra. Bạc đúng hiệu là mất đi 10, thì 4 mấy tuổi vậy đó. Nó bạc đúng hiệu luôn vậy đó. Nên mà hai chữ em nhiều cái em làm alo, lắm nhưng alo. Mà làm xong đó là ảnh phủ nhận hết. Alo ok, có cái có còn cái tóc không kìa. Alo thiệt là đen rồi nè. Rồi cưng, tiếp tục 1, 2, 3 tiếp nữa. Rồi không xe xua nè. Quá giản dị đúng không? Quá giản dị. Còn điều gì nữa không? Hay ăn hiếp chồng không? Hay la chồng không? Nóng tính. Nóng tính, rất là nóng tính. Khi mà trong vợ chồng có một cái gì thì em gần như là một người phải dịu xuống và phải xuôi theo, phải xin lỗi. Rồi cái việc chăm sóc con cái thì sao? Tại vì ba đứa là... Ba đứa thì cổ vừa công, do vợ em kinh doanh tại nhà nên là cổ cũng tiện chăm sóc các bé luôn, với lại có cô phụ nữa nên là mọi việc nó cũng tiện. Ok. Rồi bây giờ em có mong muốn cô ấy thay đổi điều gì không? Mong muốn thay đổi, bớt nóng tính lại. Nhìn vợ nói đi. Bớt nóng tính lại một chút.
nó xử lý một cái việc gì nó mình suy nghĩ một xíu rồi mình hãy ra quyết định. Ủa, em nói với anh rồi mà, khi mà em nóng tính anh chỉ cần nói là anh sai, em anh biết rồi anh sẽ thay đổi là hết câu chuyện. Em chỉ điểm cho anh là với người như em, anh chỉ cần làm vậy thôi, em đâu đòi hỏi gì nhiều đâu. Nhưng mà anh không làm được bởi vì anh không ghi nhớ. Anh không biết em á, em ủa còn là... nữa mà còn tính xấu của chồng nữa. Chắc hồi nãy giờ là nói hết chưa rồi đó. Chưa, ở dơ nữa, ở dơ mà hay chống chế. Ví dụ đi, em kêu quá là anh đi tắm đi, ổng kêu quá là ở trong nhà đâu làm gì, đâu có bụi dính đâu mà phải đi tắm. Rồi bắt đầu đi ra cảm giác mình hôi quá, lấy dầu thơm xịt lên đó, em rất là nhức đầu. Bây giờ cái mong muốn của em đối với chồng em thay đổi nhất là điều gì, em nói cho chồng em hiểu đi. Em nói với chồng em á, đừng khẳng định em ghen nữa, bởi vì em không hề ghen mà em cảnh báo anh để có một ứng xử đủ lịch sự mà không vượt quá giới hạn để gây sự hiểu nhầm cho người khác, làm cho tội nghiệp người ta mà ảnh hưởng tới mình. Còn về chồng em, khẳng định em vẫn rất yêu thương, tin tưởng, yêu hết thân mình, yêu mà không có một cái gì để... Yêu mà cho 10 năm tuổi thọ luôn hả? Dạ. Bây giờ cho thêm vẫn cho mà, đúng không? Dạ, đúng. Bây giờ ông trời mà bắt là nhường thêm tuổi thọ cho chồng là vẫn nhường. Nãy em có nhường không? Có chứ. Đó, thấy cảm động không? Đó. Đó. Chứ em đâu có... Em sẵn sàng làm hết mọi thứ. Chị, ví dụ đi, ổng đang buồn vì chị của ổng gì vậy? Em chỉ cần đọc được một cái là em suy nghĩ, trời ơi, tự nhiên để phải ổng buồn vậy, em sẵn sàng em làm cho ảnh hết buồn ngay. Đó. Quá tuyệt vời, một người phụ nữ quá tuyệt vời không, rồi. Nhưng mà có một cái như vậy nữa nghe, chị nói nè. Có nghĩa là hiện giờ chị hiểu cái tâm trạng chồng em là như vậy nè. Vì em có một cái khả năng đặc biệt, thành ra là có đôi khi chồng em sẽ cảm thấy là cái người vợ này của mình không phải là một người vợ bình thường như những người vợ khác. Có nghĩa là những cái gì chồng em, bí mật của chồng của mình á, là đều bị vợ phát vị ra hết. Thành ra chồng em bị mất tự tin á. Bị mất tự tin. Cho nên á, chị mới nói vấn đề ở đây là cái cách đối thoại với nhau làm sao em phải xóa bớt cái tâm tâm niệm niệm đó của chồng em. Có nghĩa là em vẫn là một người phụ nữ bình thường, chứ là tại vì cô này cô có một cái giác quan, một cái khả năng hơn người khác một chút thôi. Nhưng mà làm gì làm, đối với em cô vẫn là một người vợ bình thường như tất cả những người vợ khác. Còn về phía mình á, thì ví dụ như lúc nào mà mình cần phải show cái hiểu, cái là những cái khả năng đặc biệt của mình ra thì mình show để mình ngăn chặn những cái mà không tốt đến cho gia đình mình. Còn ngoài ra là em bớt tất cả những cái điều đó lại để tạo cho chồng em một cái cảm giác là chồng em với em là một hai cặp vợ chồng bình thường, và có những cái mà anh vẫn có những cái riêng của ảnh mà em không bao giờ biết được. Tức là thường nó là như vậy, em hiểu chị không? Giống như em cứ đặt em vào địa vị chồng em đi, có nghĩa là em bị nhìn thấy hết á. Em bị nhìn thấy hết luôn, em không có cái gì mà của riêng em hết trơn á, tự nhiên là mình sẽ cảm thấy mình trông chênh dễ sợ lắm. Đúng không? Tâm lý của đó, em bao giờ? Tâm lý là như vậy. Có thành ra cô không, cô cảnh báo cái cô đó mà em chưa có một cái phản ứng gì, em chưa kịp làm gì mà cô đã nhìn thấy được một cái tương lai có thể đâu. Em suy nghĩ là có thể có là như vậy đi, nhưng mà hiện tại em chưa có, mà em bị nói và cứ cảnh báo làm cho em rất là ngột ngạt, bị áp lực. Em bị áp lực. Cô dư thức biết em rất là yêu thương vợ con gia đình, bởi vì là hai đứa đến với nhau là không có một cái gì còn bị ngăn cản này kia nữa, thì tới giờ phút này không lý do gì để mà em nói chung là tương lai không biết, mà hiện tại bây giờ bằng khẳng định là chỉ có vợ em thôi. Em không vợ và em... con thôi, đúng không? Vợ và các con. Chị chỉ nè, mai mốt vậy nè, mai mốt em thấy cô nào mà em thấy không có an toàn á, thì em chỉ cần nói nhẹ với chồng em là anh ơi cẩn thận cô này, rồi hết. Không cần em cảnh báo anh nha, em cảnh báo anh là nếu như bây giờ anh mà tiếp cô này thì sẽ thế này, sẽ thế nọ, tương lai sẽ này, em đừng thèm nói nữa. Và em phải nhớ mặc định trong đầu là chẳng hạn như khi vợ em đã nói là anh ơi em thấy cô này không được, là em hiểu rồi đó, em hạn chế lại đó, vậy thôi. Mình có một cái gọi là sao, những cái tín hiệu riêng cho đó, nhau vậy đó. Nhưng mà bớt lại. Rồi bây giờ nè, với một người phụ nữ đã dành cả một cái thanh xuân cho mình, cho mình tất cả và cho mình cả cái tuổi thọ 10 năm trời một cặp kỷ để đổi lấy ngày hôm nay. Thôi bây giờ cái vấn đề tâm linh đó anh cũng không hiểu, nhưng mà trước mắt là thấy được cái sự chân thành của người phụ nữ này, của người vợ này. Thì hôm nay nhân sự kiện là đến với chương trình này đó, thì em có muốn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với người vợ của mình hay không? Một cái gì đó đặc biệt cho vợ hay không? Đó, hồi với một người phụ nữ có khả năng đặc biệt này. Đừng nói là nhìn thấy trước nha. Dạ không, hồi xưa giờ em toàn đi tỏ tình người ta, nên là cuộc đời em chưa bao giờ có ai tỏ tình. Chắc chắn là em mong muốn điều đó. Thôi bây giờ không nói nữa, hãy để người ta nói nha. Hãy để người ấy nói và người ấy hành động. Đứng lên đi cưng, đứng lên đi hoàng tử bé nhỏ. Sao nha, anh với em thì cũng bên nhau cũng hơn 7 năm rồi.
đứng trước mặt nè, đứng lên đi em cũng đứng lên luôn cho nó hai vợ chồng nó nhìn nó rất là hơn 7 năm rồi. Anh cũng chưa giờ có một cái gọi là cái gì nó đặc biệt và bất ngờ gì cho em cả. Hồi xưa thì hai vợ chồng mà cưới nhau quá lúc đó khó quá nên là mua một cặp nhẫn cưới 1.6 triệu ở ngoài chợ Bà Chịu á, đeo mãi tới giờ thì cũng chưa có thay. Anh thực sự là anh cũng muốn bất ngờ là sẽ mua một cặp nhẫn mới cho vợ chồng mình. Anh cũng suy nghĩ mấy đêm nay thì anh nghĩ là thôi cái gì nó cái đôi cặp nhẫn này nó sẽ là cái cặp nhẫn cưới đầu tiên và cũng là cặp nhẫn cưới cuối cùng nên anh sẽ không có thay nó mà anh sẽ mua anh sẽ tặng cho em ngày hôm nay một cái nhẫn mới, một chiếc nhẫn gọi là nó chỉ là một cái vật chất bình thường thôi nhưng mà nó sẽ là một cái ý nghĩa thể hiện cái tình yêu, tình thương và tất cả những gì anh mong muốn em hiểu và cảm nhận tình yêu của anh dành cho em và các con nhé. À có mua rồi, có mua rồi. Tiền đâu mua vậy, vợ giữ hết rồi. Nó nói vậy chứ. Ít nữa là cô cũng sẽ cùng phải trả cái thẻ này thôi. Đừng nói vậy chứ, nói vậy nó mất đi. Mất tình, mất romantic. Ai nói vậy thì biết. Thì ngán sao nói vậy. Ít nữa về thanh toán thì tính sau. Thu lại lời nói. Không, thu lại lời. Thu lại, thu lại. Đề nghị chương trình không được dựng cái câu nói đó vô đây. Đó, đây. Ngộ một cái là vợ chồng em sai chân cũng một sai. Em đi mua giày cho cổ, em chỉ cần vừa cái chân em là vừa cho cổ. Em đi mua nhẫn chỉ cần nó vừa cái tay em là sẽ vừa cái tay cổ. Đâu bây giờ đeo vô coi nè. Đây nha. Anh chắc chắn rằng em sẽ mãi mãi bên anh và các con. Anh đeo hai chiếc luôn kìa, trời sướng quá. Trời đất ơi đó. Trời ơi, bây giờ đeo nhẫn rồi giờ có hành động gì nữa không? Cảm ơn anh. Không cái thôi. Sao hôm đó? Sao hôm đó ôm hai chồng ôm nhau được đó, trời ơi dễ thương. À.